À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô trò chúng ta sẽ đi cùng nhau đọc văn bản thơ này nhé. Các con sẽ cùng đọc giúp cô bài thơ Mây và Sóng. Mẹ ơi, trên mây có người gọi con. Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng. Bọn tớ chơi với vầng trăng bạc. Con hỏi, nhưng làm thế nào mình lên đó được? Họ đáp, hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây. Mẹ mình đang đợi ở nhà. Con bảo, làm sao con có thể rời mẹ mà đến đó được? Thế là họ mỉm cười bay đi. Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn mẹ ạ. Con là mây và mẹ sẽ là trăng. Hai bàn tay con ôm lấy mẹ và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm. Trong sóng có người gọi con. Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này, nơi nọ mà không biết từng đến nơi nào. Con hỏi, nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được? Họ nói, hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi. Con bảo, buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được? Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua. Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn. Con là sóng và mẹ là bến bờ kỳ lạ. Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang, vỡ tan vào lòng mẹ. Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta đang ở chốn nào. Và đó là nội dung của bài thơ Mây và Sóng mà chúng ta vừa tìm hiểu. Vậy thì đọc bài thơ này, các con sẽ cùng tìm hiểu cho cô. Ta thấy rằng bài thơ giống như một câu chuyện, em thấy xuất hiện những tình huống nào đây? À, và ta có thể thấy bài thơ xuất hiện hai tình huống, và đây cũng chính là bố cục của bài thơ. Từ đầu, phần 1, tình huống thứ nhất là từ đầu cho đến chỗ trời xanh thẳm. Nội dung phần này là câu chuyện về em bé kể cho mẹ nghe về cuộc trò chuyện của em với những người trên mây. Còn phần thứ hai là phần còn lại, là em bé kể cho mẹ nghe về cuộc trò chuyện với những người trong sóng. Đồng thời trong câu chuyện ta cũng thấy rằng đan xen giữa những lời đối thoại này, kể chuyện để bộc lộ cảm xúc, tình cảm. Tiếp đó chúng ta thấy rằng trong câu chuyện này có một cái nghệ thuật đặc biệt mà các con cần lưu ý. Đó là gì? Ở hai phần ta thấy nó có điều, có những cái điểm giống và khác nhau. Vậy ta sẽ lưu ý giúp cô. Thứ nhất đó là gì? Giống nhau là trình tự ở mỗi phần đều có lời mời gọi của những người ở trên mây hoặc ở trong sóng. Hai, đó là lời từ chối và lý do từ chối của em bé. Và thứ ba là trò chơi mà em bé sáng tạo ra. Vậy thì điểm khác nhau giữa hai phần này là gì đây? À, ta có thể thấy rằng thứ nhất đó là gì? Cái tính chất hấp dẫn của cảnh vật và trò chơi thì mỗi lúc ngày một tăng lên. Và thứ hai là những cung bậc tình cảm, cảm xúc của em bé cũng có sự thay đổi. Vậy thì việc lặp lại cái cấu trúc như vậy, chúng ta thấy rằng đây chính là thủ pháp trùng điệp và kết cấu tăng tiến, góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm, đồng thời tạo ra nhịp điệu cho bài thơ. Vậy với bài thơ này, chúng ta sẽ không đi tìm hiểu theo bố cục ngang của văn bản, mà sẽ đi tìm hiểu theo bố cục dọc. Thứ nhất đó là lời mời gọi của những người trên mây và trong sóng. Và thứ hai là lời từ chối và lý do từ chối của em bé. Và thứ ba sẽ là trò chơi do em bé sáng tạo ra. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.